Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ news. Lần đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Những ngày qua thì các bạn có thể tiếp nhận được rất nhiều những cái ý kiến đóng góp trên kênh tin tức 24 giờ news. Và mới đây thì có một cái yêu cầu của một cô và cô ấy muốn chia sẻ những cái ý kiến cũng như là những cái góc khuất trong vấn đề của cố ca sĩ Phi Nhung cùng với cái em Hồ Văn Cường. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ đi kết nối với cô ấy để nghe những cái chia sẻ của cô ấy là như thế nào. Thì xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình kết nối với vị khán giả này. Alo, à, nghe dạ, không? Con chào cô. À, tôi chào con. Dạ, à, con thấy cô có nói rằng là cô muốn chia sẻ một số những cái thông tin về cố ca sĩ Phi Nhung và em Cường đúng không ạ? À, với về vụ Hoài Linh luôn. À, dạ. Thì cô ở đâu? Cô ở Tiền Giang. À vậy ạ. Dạ, thì cô muốn chia sẻ như thế nào thì cô có thể là chia sẻ cho bên kênh của con thì con sẽ đưa lên cho mọi người cùng nghe ạ. À, bây giờ cô muốn con ghi âm nói giống như cái chú bưa hoa mỏm mà con có thâu á. À dạ. Vậy đó. À dạ dạ. Rồi. À bây giờ cô nói được chưa? Dạ rồi, con đã ghi âm ạ. À bây giờ trước hết tôi xin gửi lời chào các cô bác từ trong nước và ngoài nước ha. Là đúng lý ra tôi không có nói về vấn đề gì cô Phương Hằng hết, tôi không có để ý. Nhưng mà tôi nghe về vụ cô Phi Nhung nên buộc lòng tôi phải nói, và những người chửi cháu Cường gì đó, tôi thấy vậy tôi thấy bất bình quá nên tôi mới lên tiếng. À, khi tôi nói những lời này đến cô Phi Nhung thì tôi cũng xin gửi lời xin lỗi trước về vong linh của cô Phi Nhung nha. Nói về cháu Cường, nó có hai cái ý nghĩa. Đúng lý ra là nói về cái tình thì nhờ cô Phi Nhung mà cháu Cường mới được coi như là nước ngoài ngày kia nọ, nhưng một phần cũng là cháu Cường cũng có một cái giọng ca truyền cảm đến với những mà khán giả. Yeah. Nên vì vậy nên cô Phi Nhung mới đón nhận một cái đứa trẻ như vậy. Thì khi đã có cái tình thì phải lo cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà nói về cái tình, cô Phi Nhung thì có cái tình thiệt. Nhưng mà cô Phi Nhung đã lơ đãng, đã giao cái trách nhiệm đó, không có trách nhiệm mà đã giao trách nhiệm đó cho cái người quản lý. Dạ. Từ nào, từ cái đồng tiền của mà cháu Cường lãnh được cái game show gì đó, lãnh thưởng cũng đều giao cho quản lý nhận. Rồi từ cái chuyện mà hát xô này kia nọ cũng đều giao cho quản lý. Vậy tôi hỏi rằng á, các bạn trên cộng đồng hãy nghe lời tôi hỏi. Những cái đồng tiền mà cô Phi Nhung nói là cô Phi Nhung không biết, đều giao cho quản lý hết. Vậy mà trong khi đó, bây giờ là trước khi đó, vậy cái tài sản, cái khối tài sản của cô Phi Nhung bây giờ cô đã mất rồi. Thì cái số tài sản của cô Phi Nhung, tất cả cái gì dẹp chắc chắc cô quản lý đều lấy hết. Tên gia đình của cô Phi Nhung không biết, tại vì bà quản lý bà nói không biết quản lý này nữ hay nam, mà tôi nghe chữ là Diễm Phạm tôi không biết nữ hay nam. Nhưng tôi nghĩ là cô Phi Nhung á, cổ có cái tình thiệt nhưng mà cổ không có trách nhiệm. Dạ. Cổ đổ vào á là bà Diễm Phạm hay là ông Diễm Phạm gì đó, người quản lý. Dạ, chị Diễm Phạm ạ. À, chị Diễm Phạm phải không? Cô. Dạ. Diễm Phạm. Cái cô này chắc ngỡ tuổi tôi nhiều lắm. À, đang còn trẻ mà. Dạ. Tôi là 70+ rồi. À dạ. Nhưng mà tôi tức lắm, tôi phải nói. Dạ. Còn vấn đề mà cô Diễm Phạm mày nói Phi Nhung không biết đến tiền là một cái sai lầm rất lớn. Tại vì sao? Tại cô Phi Nhung này á, tôi nghĩ rằng á, cổ cũng có bộ não và có trí não, và có đồng ý là cổ cũng có lương tâm, nên cổ mới bảo bọc mà em Cường. Nhưng mà cổ không có trách nhiệm. Không trách nhiệm, tại sao tôi phải nói từ không trách nhiệm? Là tại vì khi mà lo cho thằng nhỏ đã trận làm con nuôi mà giao hết qua cho quản lý thì đâu còn trách nhiệm. Yeah. Đó. Nếu mà có người trách nhiệm là phải, vì hoàn cảnh của em Cường này gia đình người ta nghèo mà, ít nhất thí dụ có tiền vậy thì cô Phi Nhung này biết rằng cô Phi Nhung này đủ thứ chuyện, không có nghĩ tới là điều giao hết quản lý. Nhưng khi có tiền thì cô Phi Nhung này một người mẹ nuôi
nếu mà có trách nhiệm thì phải động viên con ơi gửi tiền này về cho gia đình mới đúng là có trách nhiệm. Còn cái này là giao hết cho cái bà Diễm Phạm này. Vậy là tôi xin nói cho mấy cô mấy chú biết từ trong nước cho ngoài nước nghe, và nghe chú nghe tôi nghe, tôi nghe nói là gì nghệ sĩ gì Quỳnh cái gì mà chồng người bạn gì của Mạnh Quỳnh sắp về nước Việt Nam để thưa bà Phương Hằng. Tôi yêu cầu á chú Mạnh Quỳnh hãy nghe những lời tôi nói, chú đừng nên về nước Việt Nam. Vì tại sao? Vì cái vụ án này xảy ra là từ cái cô Diễm Phạm. Tại vì Phi Nhung có lòng tốt nuôi cái người này bên cạnh, cũng như nuôi ông cây áo, một trái lựu đạn, một trái bom để trong người. Mà khi bây giờ sự tình đổ bể ra là cô Phi Nhung đã mất, thì toàn bộ tài sản của Phi Nhung này chắc bà Diễm Phạm này lấy hết. Tại gia đình đâu có biết, tại vì bà nói mà toàn bộ là bà quản lý hết của Phi Nhung. Thì tôi nói gì có đúng không? Tôi nói gì cộng đồng có thấy đúng tôi nói không? Tài sản đồ gì là bà Diễm Phạm này quản lý hết. Thì vậy trước vậy là trong khi Phi Nhung đã mất thì tài sản của bà của Phi Nhung này á là con Diễm Phạm này đã ôm hết rồi. Thì gia đình đâu có biết tại sao những người đó không hiểu mà cứ tối đề cập cứ chửi thằng Hồ Văn Cường là vô ân bạc nghĩa. Nói đi nói lại là cái người xảy ra vụ việc này là từ của con Diễm Phạm, con quản lý, chứ không phải đổ thừa bất cứ bà Hằng hay Phi Nhung. Tại vì Phi Nhung có lòng tốt mà không biết quản lý được cái người này có lòng tham không đáy, là mặt người giả thú. Một cái bom nổ chậm bên cạnh Phi Nhung mà Phi Nhung không biết. Bây giờ khi Phi Nhung đã chết rồi mới lộ bộ mặt là mặt thú, mặt người giả thú này lòi ra. Mà cái ấy đồng tiền xương máu của biết bao nhiêu người người ta dâng cho mà cứu trợ cho miền Trung và biết bao nhiêu người khổ. Đó, tại sao mấy người không hiểu cho chị, cho em Phương Hằng này, cô Phương Hằng này, mà tại sao còn phải chửi người ta? Ủa mấy người có con mắt mà không có con ngươi sao? Có lỗ tai mà không có nhĩ sao? Có đầu không có não hả? Không biết nhận xét. Trời đất ơi, không nhờ bả thì làm sao lộ bộ mặt những cái thứ cu hồn các bản này lòi ra? Tôi nói tôi bức xúc dữ lắm. Tôi mà nói thiệt nha, tôi mà có sức tôi đối diện với mấy người này tôi sẽ chửi thẳng luôn. Thử hỏi đi, trời ơi, đúng ra mình phải cảm ơn cái cô Phương Hằng này nè. Cô Phương Hằng này tôi nghĩ như bà là một vị tướng luôn chứ đừng nói, còn không biết mấy người nghĩ làm sao. Bà thua là bà Trưng Trắc Trưng Nghị là đánh giặc ngoại xâm, còn bà đánh giặc này là giặc cái thứ là thứ ăn bẩn, thứ làm những chuyện tồi bại, ăn lấy tiền đồng tiền xương máu của những người mạnh đường quân đi cứu trợ mà ăn. Bà giặc trần ra mà còn chửi người ta là nghĩa lý gì? Tôi nói như vậy cho mấy người biết. Còn cái vấn đề Hoài Linh, tôi hỏi mấy ông mấy bà nè, ai xác nhận rằng Hoài Linh lên bóng thiệt đâu cho tôi biết coi. Ai dám đứng ra xác nhận đó? Trong khi đó nó dựa vào vụ tổ, nó xây nhà tổ làm gì? Nhà tổ nào mà ai kêu nó làm đó? Con người ai bây giờ đất ông bà gì cũng vậy, đã quy tiên hết rồi. Người ta gọi là tổ nghiệp, chỉ là mình tấm lòng, mình thật lòng với tổ thì tổ đãi thôi. Còn nó thì là nó lợi dụng, nó lợi dụng rồi những cái con fan của nó, những đồng bọn của nó hùa với nhau mới nào là bài lên đồng lên bóng. Tại sao những cái khôn, những cái vấn đề đó mà nhà bên về văn hóa không bắt nó? Nó làm như vậy là mê tín gì đâu, tại sao không bắt đầu nó mà để cho nó làm qua biết bao nhiêu cảnh tượng để nó quay phim, nó chụp ảnh lên đưa lên mạng là sao? Tôi không nghĩ mà rằng là bên văn hóa tại sao không kiểm soát vấn đề này? Ai dựa vào đâu cho nó là vấn đề lên đồng lên bóng thật sự đâu? Ai dựa vào đâu? Tại vì nó thấy trong phim Hello cô ba nó làm được ngon rồi, thì bây giờ á nó làm ngoài đời luôn. Bởi những người á theo hùa theo nó mới đem tự dân tiền dân hiến đến cho nó ăn, mà còn phải bầu nó lên giống như là coi nó lên như một vị thánh thần vậy đó. Bởi vì mấy con người đó là đó, bây giờ mấy con người này nè mới hùa vô chửi nhỏ thằng Cường nè, rồi hùa vô chửi bà Phương Hà, chửi cô em Phương Hà.
tại vì mấy cái người này à không có đầu, có đầu mà không có não, nên mới đem tiền đi cho thằng quỷ thằng Hoài Linh nó ăn, thấy không? Dạ. Đó, thằng Hoài Linh á là nó làm như vậy. Rồi vấn đề á, khi mà đùng ra vấn đề em thằng này nói vấn đề vụ tiền cứu trợ thì nó nào là nó nói nó bệnh bệnh vậy, trong thời gian đó ai xây nhà tổ giùm cho nó? Nó có phải nhờ anh em dòng họ đồng mà đồng bọn của nó xây không, giờ nói gì không? À, rồi thời gian đâu mà nó đi múa đồng múa bóng nó lên ăn tiền của cái con quỷ mà âm binh đó, đi đưa tiền cho nó ăn mà còn phải lại nó giống như đưa nó lên như một vị thánh vị thần. Dạ. À, tôi bức xúc dữ lắm, tôi xin lỗi cô, xin lỗi con nha. Dạ không sao đâu cô ạ. À. Dạ. Cô cứ bình tĩnh. Có đoạn nào ví dụ con cảm thấy như thế nào con cắt bỏ. Dạ, con sẽ cắt thêm những cái đoạn mà không cần thiết. Dạ. Nhiều người á sao quá tin tưởng. Rồi đó, rồi nghĩ đi, rồi đem tiền dâng hiến, rồi cái nào là đổ thừa bệnh hoạn. Rồi ai thời gian đâu lên đồng lên bóng. Rồi thí dụ bây giờ đổ thừa bệnh hoạn, bệnh hoạn đi chăng nữa tại sao mình không nhờ? Mình biết nhờ người ta coi xây nhà tổ mà hàng trăm tỷ mà. Bọn này có mười mấy tỷ à. Dạ. Mà tại sao biết nhờ dòng họ và anh em đồng bọn của nó đi phát giùm? Cái đó là nó không tin tưởng vào chính quyền nữa. Thế vậy tôi có nhờ luật pháp phải vô coi cái thằng này à. Rồi cái vấn đề của nó là xong. Yeah. Rồi tiếp nữa cái thằng cha Võ Hoàng Yên này. Yeah. À, đồng bào chúng ta từ trong nước và ngoài nước, cái thằng Võ Hoàng Yên này, tôi nghĩ rằng đằng sau lưng nó có một cái tổ chức gì lớn lắm, nên nó mới hành động cái vấn đề của nó là lừa đảo như vậy suốt trong vòng mười mấy năm, mà tại sao nó không bị lộ? Dạ. Nhờ bà Phương Hằng mới lộ ra. Còn nếu mà không nhờ bà Phương Hằng thì cái bọn tội phạm này nè, ẩn sau núp bóng này nè, cái núp bóng là cái núp bóng kiểu như là nhà doanh nhân hoặc là làm từ thiện để bắt đầu lừa đảo ngồi vô chứ. Đó là con người á, đó là mặt người giả thú, nó thuộc về là con súc vật chứ không phải là con người. Nó lừa đảo người ta biết bao nhiêu mà cũng nhờ cái em hàng này đưa lên mới lộ bộ mặt thằng ta. Mà tại sao dân chúng đồng bào ta không cảm ơn em hàng mà lại còn chửi người ta nữa?